Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh của một chiếc bánh kem. Ở trên là có những quả dâu và ở bên cạnh có những quả dâu các bạn nhé. Và các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu cho cái bức tranh này nha. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay mọi người nhé. Hình ảnh về một cái bánh kem các bạn này, và ở trên là có một quả dâu tây với một cái hình mặt cười rất là đáng yêu mọi người ạ. Và mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút sáp màu để hoàn thành cho bức tranh của mình ngày hôm nay. Về màu của quả dâu thì mình sẽ sử dụng màu đỏ các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô màu cho cái phần quả dâu của mình. Quả dâu này của mình thì có một cái nét mặt cười đang rất là tươi nha mọi người. Đây là phần quả dâu. Trong bức tranh của mình thì sẽ có 3 quả dâu mọi người nhé. Một quả thì ở trên phần bánh kem và 2 quả là đựng ở dưới đĩa nhé. Thì mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô cho cái phần 3 quả dâu của mình. Và mình sẽ sử dụng tiếp phần màu đỏ để tô ở dưới phần của quả dâu tây mọi người nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ tô màu quả dâu tây còn lại với màu sắc là màu đỏ mọi người nhé. Và mình sẽ sử dụng đến màu xanh lá cây mọi người nhé, để tô cho cái phần cuống của 3 quả dâu tây của mình nha. Tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần cuống tiếp theo nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu hồng để tô cho cái phần hai quả trái tim có ở trong bức hình của mình. Tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần quả trái tim tiếp theo mọi người nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu nâu để tô cho phần vỏ đựng của bánh nhé. Vỏ đựng này thì được làm bằng giấy nhé mọi người. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến cái phần màu hồng để tô cho cái phần kem của chiếc bánh mọi người nhé, với một cái màu hồng nhạt. Chiếc bánh này thì có cả sự kết hợp của dâu tây nên là nhìn nó sẽ rất là ngon mọi người nha.
Rồi mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình rồi các bạn nha. Và đây là sản phẩm của mình các bạn nhé. Và như các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình là một bức tranh các bạn này, hình ảnh về một chiếc bánh kem cùng với ba quả dâu tây. Và ở đây được mình hoàn thành bởi bốn loại màu sắc. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành cho bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.